Hương rất mê con trai đầu lòng, nó sẽ có thể che chở, bảo vệ và tiếp nối khi nhận được tín hiệu gọi là tim thai. Bao nhiêu thứ là Hương quýnh quán hết trơn, Hương mình cứ trông chờ từng ngày, tính sẵn hết trơn đâu ở đó rồi. Thế mà vẫn bị trật một cuộc hẹn với con. Rồi bắt đầu nón nè, áo gió nè, khẩu trang, chọn một cái góc tối, xong rồi bế cháu ra. Hương thiệt sự là Hương rớt nước mắt luôn á. Không tưởng tượng là đây là của mình thiệt cái sao trời. Ôi tình cha. Hương có chấm tử vi cho mình nha. Thì trong đó có một cái dòng chữ là phải năm 48 tuổi mới chính thức có con. Hương cũng chẳng tin. Thế nhưng đúng là không cãi qua tử vi được. Đúng 48 tuổi mới có Polo. Cái ngày mà đọc, cái mình nhận tin là có tín hiệu á, trời ơi, Hương mừng kinh khủng luôn. Thật ra là Hương mê con trai. Hương rất mê con trai đầu lòng, Hương thích lắm. Hương thấy anh hai đầu lòng nó có một cái gì đó, nó sẽ có thể che chở, bảo vệ và tiếp nối cho gia đình. Hương nghĩ vậy và Hương muốn có con trai đầu tiên. Chú Thọ ơi, chú Thọ ăn cái gì? Chú Thọ ăn cà rốt không? À, mấy người này không cho chú Thọ ăn gì hết phải không? Hương nghĩ rằng là những người làm cha làm mẹ lần đầu tiên nó có những cảm giác cảm xúc rất hồi hộp và mong chờ. Không tin nổi là mình đã làm được cái việc nó quá vĩ đại như vậy đó. Thì mình thấy ngạc nhiên và mình vui về mình lắm, mình hãnh diện về mình kinh khủng khi nhận được tín hiệu có gọi là tim thai. Thì trời ơi, bao nhiêu thứ là Hương quýnh quán hết trơn Hương đó. Mình cứ trông chờ từng ngày tới từng giai đoạn để xem được những cái phim và những cái đoạn siêu âm. Ôi trời ơi, nó hạnh phúc dã man, càng ngày nó càng hình thành rõ ràng đó. Và mình cứ trông chờ, mình cứ hỏi bao giờ mới sanh đó. Mình biết rõ 9 tháng 10 ngày đó mà cứ nôn, cứ trông và cứ chờ thôi đó. Trong thời gian đó thì mình cứ còn thời gian để mình đi thực hiện tất cả những cái show, những cái hợp đồng, những cái show diễn nó có sẵn hết trơn rồi, Hưng vẫn phải đi đó. Và mình cố tình mình canh cái ngày mà bé chuẩn bị chào đời đó để bay về. Đấy, tính sẵn hết trơn đâu ở đó rồi. Thế mà vẫn bị trật một cuộc hẹn với con. Là canh đúng ngày đó rồi, thế mà vẫn bị không kịp với cô cậu. Cậu lại muốn nhìn mặt trời, muốn ra trước. Thế là trời ơi, Hưng phải lật đật chạy ngược chạy xuôi các kiểu để vào gặp con. Những cái cảm xúc đó, những cái lúc trên máy bay, những lúc bắt đầu có con như thế nào thì Hưng lướt qua đi nha. Hưng sẽ đọc những cái đoạn mà Hưng đã viết cho quý vị nghe thử một đoạn nha. Là gửi Polo yêu thương nhất cuộc đời ba. Polo ơi, đã từ rất lâu ba biết nhất định sẽ có một ngày con sẽ đến. Đúng thật, Polo đã xuất hiện y như ba từng ước mơ. Phải là con trai nhé. Ba tin rằng trời đất và thần thánh đã lắng nghe lời cầu xin tha thiết của ba để cho ba có được một món quà tuyệt vời nhất, quý giá nhất trên đời này, món quà to lớn nhất của cuộc đời ba. Một người đàn ông vừa bắt đầu làm cha ở tuổi 48, món quà đó chính là Polo. Tình cha lớn hơn trăm ngàn con sông, lớn hơn cả thiên hà bao la. Qua trái, cũng chẳng làm sơn vai cha. Ba được dẫn dắt tới một hành lang vắng vẻ và ngồi chờ. Trong lòng ba có biết bao nhiêu là cảm xúc hồi hộp, hạnh phúc, lo âu, sung sướng. Cuối cùng thì con đã được bế ra tới nơi. Con xin mổ nặng 3 kg, đón con và ẵm con trên tay mà nước mắt ba chất trào. Được 20 phút thôi, ba phải vội vã trở về để chuẩn bị cho show diễn ngay sau đó. Sáng sớm ba lại vội vã lao đến bệnh viện và cứ tiếp tục đội nón cùng với chiếc khẩu trang quen thuộc.
khoảnh khắc mà Phương lại sợ nó, mình đã cố tình quyết định mình chọn để mình im lặng giấu rồi, thì mình khi xuất hiện ở nơi bệnh viện nó phải sao đây? Ây da, rồi bắt đầu nón nè, áo gió nè, khẩu trang, chọn một cái góc tối, xong rồi bế cháu ra, không dám vào trong phòng, sẽ có các bà mẹ khác lại nhìn nữa, đem góc tối ra một cái góc riêng để ẵm ôm con. Hưng thiệt sự là Hưng rớt nước mắt luôn á, không tưởng tượng là đây là của mình thiệt cái sao trời. Cái khoảnh khắc mà Hưng bế con đi về đó, rồi cả bệnh viện, Hưng muốn Hưng là người ẵm, Hưng là người bế, ngồi trên xe mà ôm con giữ chặt trong lòng vậy đó. Hưng muốn Hưng là người ẵm, nên là con về cũng viết. Polo biết không, cái ngày đón con về, suốt quãng đường ba bế con trên tay mà cứ cười miết thôi, trong lòng không một suy nghĩ gì, ba mặc kệ, xe chạy tới đâu thì tới, đi bao lâu cũng được. Chỉ cần có Polo trong tay là ba rất vui và hạnh phúc rồi.